Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Kính thưa quý vị, sáng nay tại White House sẽ công bố kế hoạch tăng chi phí cơ sở hạ tầng lên đến con số 1.500 tỷ đô la. Mà chủ yếu cái chương trình này dựa vào các chính phủ liên bang và địa phương. Một quan chức chính quyền cao cấp đã cho biết như vậy vào hôm Chủ nhật. Theo kế hoạch, chính quyền sẽ thông báo chính thức vào hôm thứ Hai và cũng sẽ cắt giảm quá trình cho phép các dự án mới từ 10 năm đến 2 năm và tăng cường đầu tư cho các dự án ở khu vực nông thôn Hoa Kỳ. Bao gồm gần có vấn đề vận tải, đường băng cảng, nước, rác thải, quản lý lũ lụt và cảng. 50 tỷ đô la nhằm vào trả lời những chỉ trích từ một số thượng sĩ đảng Cộng hòa rằng và họ quan tâm và nhấn mạnh đến cái bước đầu của chính quyền Trump đối với các quan hệ đối tác nhà nước. Tuy nhiên sẽ không giúp gì được cho các bang thì ở nông thôn theo truyền thống. Kính thưa quý vị, chỉ cần 200 tỷ đô la là sẽ chi tiêu được đề xuất, nó sẽ là đô la của từ liên bang drop xuống. Và theo quan chức này thì sẽ cắt giảm các lĩnh vực khác của ngân sách. Một nửa số tiền này sẽ được trợ cấp về vấn đề vận chuyển, vấn đề kiểm soát lũ lụt cũng giống như vấn đề cung cấp nước, dọn dẹp lại một số khu vực bị ô nhiễm nhất của đất nước và các dự án khác. Các quốc gia, các chính quyền địa phương và các nhà tài trợ dự án sẽ có thể sử dụng các khoản tài trợ này và các quan chức chính quyền coi như là động cơ khuyến khích. Không quá 20% chi phí thì đã được cơ quan ở liên bang đưa xuống cho cơ quan tiểu bang. Điều mà người ta nói đến trong một những cái dự định của Tổng thống Donald Trump với 1.500 tỷ đô la để xây dựng cơ sở hạ tầng, đó là cái sự đóng góp của tất cả các nhà đầu tư tư nhân cho những cái công trình vì cái lợi ích công cộng chung, mà đặc biệt là hướng về tất cả các tiểu bang nông thôn. Điều đó có nghĩa là gì? Giống như ở tại Việt Nam, người ta sẽ xây những cái con đường cho các chiếc xe đi qua nhanh hơn, BOT, BOT yep. Và người ta đóng. Nhưng cái vấn đề là người ta đặt ra là tất cả các nhà soạn thảo luật pháp, họ sẽ làm gì và họ sẽ chỉ định và quy ra cái quy định quyền lợi của các nhà đầu tư như thế nào trong một cái thời gian dài. Điều đó có nghĩa rằng không phải là 1.500 tỷ đô la là do chính phủ liên bang drop xuống, từ anh Tuấn. Và ở trong cái proposal sắp tới đó thì người ta cũng cho biết rằng sẽ có thể không những là sự đầu tư của tư nhân mà trong đó cũng có sự đầu tư của các chính quyền của địa phương và thành phố và tiểu bang nữa, thưa quý vị. Tức là không hẳn là 100% là của liên bang. Thì đây là những lời hứa mà ông Trump đã hứa với các cử tri về việc đó là cải tạo lại cơ sở hạ tầng mà được đa số lượng đảng người ta đồng ý. Tuy nhiên thì vẫn còn một số những sự khúc mắc mà theo đó người ta cho rằng, một số người ta phản đối, người ta nói hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ này vẫn đang còn trong tình trạng tốt. Ông Trump chỉ đưa ra và nhằm làm lợi cho các công ty lớn mà thôi. Và với thế kỷ 21, khi ông đặt ra về các vấn đề cơ sở hạ tầng với kinh tế thì điều này họ nói rằng không được coi như trơn tru hay nói là khập khiễng cho lắm. Trong cùng lúc đó đó thì những dự án mà về để cải tạo về cái hạ tầng cũng chú ý tới các vấn đề như ở các vùng đồng quê hay các vùng nông thôn của Hoa Kỳ, như không những là về hạ tầng cơ sở về đường xá mà kể cả hạ tầng về viễn thông luôn, quý vị nhé, như vấn đề về internet, vấn đề về quản lý điện nước cũng giống như là đường rác thải như thế nào. Nói chung 1.5 ngàn tỷ đô la là cái total, là cái tổng cộng của một cái budget mà bên phía liên bang đòi hỏi để xây dựng không những là đường xá. Khi mà nhắc tới cơ sở hạ tầng, mình cứ nghĩ đường xá, nhưng bên cạnh đường xá có đường điện, đường nước, đường điện, đường internet và nhiều thứ liên quan tới cuộc sống khác. Vâng, Tổng thống hôm nay thì Tổng thống Donald Trump hôm nay sẽ công bố và đề xuất cái ngân sách của mình vào ngày hôm nay. Các giới lập pháp và các nhà truyền thông sẽ cạn kiệt một cái thời gian dài vô thời hạn để đưa ra lời kêu gọi tài chính hàng năm của Tổng thống Donald Trump.
Tuy nhiên, kính thưa quý vị, trớ trêu thay, ngân sách sẽ không bao gồm bất cứ điều gì. Có một cái điều lạ là Tổng thống Donald Trump ông đưa ra một cái bản ngân sách ngày hôm nay, nhưng mà người ta nói trớ trêu thay là không đưa ra bao quả, nghĩa là chi tiết về một cái điều gì. Họ sẽ có nhiều cái hiệu quả hơn khi phân tích ý nghĩa hùng biện, như quý vị thấy ở trong những cái lời quảng cáo của tờ cái hãng bia Budweiser, thì họ để cái chữ Dilly, họ đưa ra những cái chi tiết hơn. Ngân sách liên bang không tính cho nhiều. Họ chỉ là một tiêu chí làm thế nào mà một nhà điều hành trong một thế giới hoàn hảo sẽ chi tiêu tiền của đô la của liên bang. Ngân sách là khát vọng. Kính thưa quý vị, lẽ nhiên chúng ta cần phải có ngân sách. Đó là cái niềm mà tự hào và tin tưởng vào khi chính phủ liên bang đổ xuống ngân sách. Và họ phát thảo những điều quan trọng và không quan trọng đối với chính quyền. Ngược lại, kế hoạch ngân sách của các của ông Tổng thống được của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Barack Obama và Tổng thống George W. Bush có nhiều phân cực ở trong số các chương trình mà một Tổng thống cần phải giữ và có những sáng kiến mà vị Tổng thống đó đã đưa ra cho một cái bản gọi là kế hoạch ngân sách. Quốc hội kín khiếm khi mà thực sự bỏ phiếu về ngân sách của Tổng thống, và Hạ viện và Thượng viện có nhiệm vụ tạo ra các biên mẫu riêng cho chi tiêu của liên bang mỗi năm. Tuy nhiên, sự cần thiết cho bài bạc ngân sách đó đã xảy ra, kính thưa quý vị, khi mà vào ngày thứ Sáu vào lúc 5 giờ chiều, thì khi đạo luật ngân sách của lưỡng đảng đã được thông ra, thì một trong những cái hồ sơ tẩy tén, nhưng ngân sách nó không ấn định chi tiêu của liên bang. Điều đó là xảy ra thông qua việc phân bổ, và phân bổ là cách các nhà lập pháp quyết định cụ thể họ sẽ phân bổ bao nhiêu cho mỗi chương trình của liên bang. Đó cũng là một trong những cái vấn đề rắc rối mà người ta nói đến cái vấn đề ngân sách và sự điều hành ngân sách như thế nào khi mà đã được Quốc hội chấp thuận đối với Tổng thống Donald Trump thưa Tuấn. Thưa quý vị, trong cùng lúc đó thì ở ngay tại Puerto Rico, khu vực đã từng bị tàn phá bởi những hai cơn bão siêu mạnh đã đổ bộ vào ở ngay tại Hoa Kỳ vào năm ngoái, một lần nữa là xảy ra tình trạng mất điện, blackout, coi như là được đen thui cả thành phố phía bắc của Puerto Rico trong một khoảng thời gian. Tin tức cho biết rằng đã có một cái vụ nổ, có thể là do những cái vụ chạm mạch điện đã diễn ra ở ngay tại Puerto Rico. Sau khi mà xảy ra cái vụ chập điện này thì dường như cơ quan điện lực Puerto Rico không thể nào khắc phục được. Cũng được biết rằng ở ngay tại Puerto Rico, một số những khu vực nông thôn, đồng quê hẻo lánh, họ chỉ mới có điện lại cách đây chỉ một vài tuần mà thôi, thưa quý vị. Có những đoạn video trên các trang mạng xã hội cho thấy được là cái sự vui tươi, cái những cái nụ cười của những người dân Puerto Rico. Để rồi bây giờ, cái tình trạng về bão cũng như là tình trạng mất điện vẫn diễn ra ở ngay tại đây, ảnh hưởng tới 450.000 người đang sinh sống. Kính thưa quý vị, chúng ta trở lại vấn đề của tất cả các giới truyền thông tại địa phương. Một trong những sự kiện trong cuối năm vừa qua chúng tôi đã gửi đến quý vị đó là cô Ngọc Đan Thanh. Kính thưa quý vị, cô Ngọc Đan Thanh đã bị một cái biến cố, một cái gọi là cái trở ngại về cái vấn đề lưu thông máu của cô, và đi đến một cái vấn đề gọi là có thể mất đi cái tính mạng của cô. Cô đã nằm ở trong nhà thương điều trị 3 ngày bất tỉnh, và tất cả các giới truyền thông đều có thể nói rằng dồn tất cả nhiều lời cầu chúc may mắn đến với Ngọc Đan Thanh. Và hôm qua thì một sự tình cờ chúng tôi có mặt tại đài SBTN và đã gặp được cô Ngọc Đan Thanh. Và qua buổi trò chuyện, quý vị theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với Ngọc Đan Thanh, và từ đó cho thấy rằng sức khỏe của cô Ngọc Đan Thanh đã được gọi là trở lại bình phục bình thường. Và chúng tôi hy vọng cô sẽ có đầy đủ sức khỏe để làm tiếp công việc trong giới truyền thông. Hôm qua thì quý vị theo dõi cái đặc biệt một cái trong những cái buổi gặp gỡ của chúng tôi với Ngọc Đan Thanh tại SBTN. Chắc anh Tuấn cũng biết rằng Ngọc Đan Thanh đã bị rất nhiều người mà có thể nói rất là họ bày tỏ cái lòng đau buồn của họ khi Ngọc Đan Thanh bị một trong những cái biến cố mà phải nằm ở trong nhà thương, phải không? Kính thưa quý vị, đó là buổi
buổi nói chuyện gặp gỡ với cô Ngọc Đan Thanh ở tại đài SPTN qua cái buổi gặp gỡ với ca nhạc sĩ Việt Khang, và chúng tôi đã rất hài lòng và cảm thấy mừng cho người bạn đồng nghiệp của chúng tôi đã trở lại ở trong cái điều kiện có thể nói tương đối bình thường. Lẽ dĩ nhiên Ngọc Đan Thanh cần rất nhiều cái thời gian để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng sau một cái biến cố rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của cô Ngọc Đan Thanh. Kính thưa quý vị, đó là một vài tin mà anh em chúng tôi ghi nhận được vào trong những ngày vừa qua. Chắc quý vị Việt Khang cũng đã đến cái đài SBTN và có một cái buổi tâm tình cảm ơn tất cả những người đã có những cái đóng góp, có những cái gọi là ủng hộ tích cực trong cái thời gian, một thời gian dài bị 4 năm tù và 3 năm quản chế của ông. Và khi ca nhạc sĩ Việt Khang đến định cư tại Hoa Kỳ, ông đã bày tỏ cái lời cảm ơn đó. Đặc biệt qua cái chương trình ngày hôm qua, thì những cái sự kiện, những người đã đóng vai trò cái quan trọng trong cái việc mà đưa anh ca sĩ nhạc sĩ Việt Khang đến định cư tại Hoa Kỳ. Hôm qua chúng tôi có nói chuyện với anh Việt Khang và anh đã bằng lòng đến Little Sài Gòn TV chúng tôi ngày hôm nay nếu có thể được. Và chúng tôi sẽ có một cái buổi gặp gỡ anh Việt Khang với tất cả khán thính giả chúng ta qua màn ảnh của Little Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những cái giây phút đầu tiên trong cái buổi gặp gỡ đầu tuần ngày hôm nay. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.